Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nỗi lo của người dân từ việc chống suy thoái của Đảng. Phát biểu tại hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa 13 về chống suy thoái của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc vào đầu tháng 10 tại Hà Nội, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường, khiến người dân lo lắng. Thực tế là chỉ ra rằng người dân lo lắng trước hết là vì họ sẽ là người hứng chịu hậu quả cuối cùng của tình trạng suy thoái của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng từ nhiều năm nay đã nhận định tình trạng suy thoái của cán bộ đảng viên lãnh đạo đã gây nên bất ổn kinh tế vĩ mô và thể chế, để lại hậu quả hết sức nặng nề cho toàn bộ nền kinh tế và xã hội với hàng trăm triệu người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng giữ chức trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Sau hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa 11, ban này đã chuyển sang cho Bộ Chính trị quản lý và đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tốc độ tăng trưởng sụt giảm, lạm phát tăng cao kỷ lục, hệ thống tài chính ngân hàng trước bờ vực sụp đổ, nhiều tổng công ty nhà nước phá sản, hàng loạt các dự án dở dang đắp chiếu, rối loạn giáo dục, văn hóa, xã hội, vân vân. Tất nhiên, hậu quả cuối cùng của khủng hoảng là người dân phải hứng chịu, và công việc, làm ăn và thu nhập giảm sút, không ổn định, cuộc sống khó khăn, các hiện tượng tiêu cực xã hội tràn lan khắp nơi. Tham nhũng, hối lộ, lừa đảo, nở rộ, bất bình đẳng xã hội, khoảng cách giàu nghèo cũng tăng lên nhanh chóng. Dân oan, dân mất đất, đơn khiếu nại tố cáo, tự phát tụ tập khắp nơi, phản đối quan tham, quan chức hư hỏng của Đảng. Và vụ án Đồng Tâm ở Hà Nội là bộc lộ điển hình về việc người nông dân đã bị đẩy vào đường cùng và sự phẫn nộ của họ, nhưng cũng đồng thời phản ánh năng lực của chính quyền và bản chất chuyên chế của chế độ này. Cách thức và hiệu quả của việc chống suy thoái cũng khiến cho người dân không thể yên tâm. Đảng thì xác định chiến dịch chống tham nhũng tiêu cực là ta đánh ta, khiến cho mọi việc đã trở nên phức tạp và khó khăn hơn rất nhiều. Cuộc chiến này đã kéo dài gần 10 năm nay, chính sách và sự quyết tâm được thể hiện qua 3 hội nghị Trung ương 4 của 3 kỳ đại hội Đảng khóa 11 năm 2011, khóa 12 năm 2016 và khóa 13 gần đây nhất vào năm 2021. Hàng chục nghìn đảng viên, cán bộ đã vi phạm, trong đó nhiều người là lãnh đạo cấp cao từ Ủy viên Bộ Chính trị cho đến cơ sở, trong đủ các ngành từ kinh tế, an ninh, quân đội. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sở dĩ ở lại chức vụ đến 3 nhiệm kỳ chỉ vì kỳ vọng của nội bộ đảng trong việc chống tham nhũng. Tuy nhiên, phần lớn các vụ án kỷ luật xảy ra trong nhiệm kỳ 2011-2016 và chủ yếu nhằm vào các quan chức, hành pháp trực tiếp điều hành kinh tế và những thay đổi quy định của Đảng và công tác nhân sự các cấp cho đại hội lần thứ 12 và 13, tăng cường quyền hạn cho các cơ quan nội chính vân vân, cũng đang gây ra dư luận về thanh trừng phe phái, phá vỡ cơ cấu truyền thống về vùng miền, địa phương. Hơn thế, hiện tượng tuyệt đối hóa quyền lực của Đảng xuất hiện khi các quy định về giới hạn tuổi và nhiệm kỳ đã bị phá vỡ. Các trường hợp đặc biệt đã xuất hiện rất nhiều hơn qua các thời kỳ của Đại hội Đảng, mà cụ thể nhất đó chính là ông Tổng Bí thư, người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Một số hiệu ứng không tránh khỏi từ cuộc chiến chống suy thoái cũng đang ngày càng rõ rệt hơn. Hiện tượng trên nóng dưới lạnh, trên bảo dưới không nghe đã xảy ra trong nhiệm kỳ 12, khiến bộ máy hành chính rơi vào tình trạng ngủ đông. Và đặc biệt trong thời kỳ chống dịch COVID-19 này, thì các chính sách của Trung ương đã không được địa phương thực hiện một cách nghiêm túc, nhiều nơi còn làm ngược lại. Phải chăng đó là do khiến cho Bộ Chính trị kết luận về bảo vệ những cán bộ lãnh đạo dám đột phá vừa qua? Và liệu những quan chức chót nhúng chàm chưa bị lộ có tự gột rửa tay đang tạm giấu mình chờ thời hay không? Đây là hình ảnh bộ ba quyền lực trong bộ máy nhà nước của Việt Nam. Vì sao những vụ án tham nhũng phức tạp kéo dài không thể giải quyết dứt điểm? Phải chăng các nhóm lợi ích đang tạo rủi ro ngầm cho nền kinh tế, gây rủi ro cho tăng trưởng bền vững, khiến hàng chục nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công đã rời khỏi ngân sách và rơi vào túi họ? Trong cuộc gặp của người đứng đầu đảng
với cử tri Hà Nội vào ngày 9 tháng 10 vừa qua đã có ý kiến cho rằng liệu có khả năng trở cờ của các quan chức suy thoái, nghĩa là các nguy cơ ngóc đầu chống lại đảng khi có cơ hội hay không. Nỗi lo của người dân tăng lên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành khắp nơi tại Việt Nam, đưa đến cái chết của hơn 20.000 người dân. Không chỉ vì tác động tiêu cực của nó đến tăng trưởng kinh tế GDP đã giảm tới 6,17% vào quý 3 năm 2021, mà còn cho thấy sức chịu đựng, năng lực của nền kinh tế nói chung và hệ thống y tế nói riêng và mức sống thấp kém, sự nghèo khổ của người lao động thường trú và vãng lai trên khắp Việt Nam với việc hàng triệu người dân đã tháo chạy ra khỏi các thành phố lớn vì chính quyền không hỗ trợ họ. Ngoài ra, cuộc chiến phòng chống dịch còn bộc lộ năng lực điều hành lúng túng, cát cứ địa phương, né tránh trách nhiệm và nhiều sai sót khác của chính quyền trung ương và địa phương, khiến người dân ngày một thêm lầm than. Đây là hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính áo đẫm mồ hôi được các báo ca ngợi và tầng bốc, trong khi kết quả chống dịch tồi tệ như nâng giá thiết bị xét nghiệm COVID lên gấp hàng chục lần và tỷ lệ người chết quá cao ở Thành phố Hồ Chí Minh được phủ lấp. Thiếu tầm nhìn và thiếu chiến lược vaccine, tỷ lệ chết quá cao tại vùng tâm dịch, lạm dụng bạo lực và không đếm xỉa đến nhu cầu sống còn cấp thiết của người dân khắp nơi. Tính hiệu quả không thể cao khi người dân đứng ngoài trong cuộc chiến chống quan chức suy thoái. Đảng có nói đến người dân như thông qua vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng mà không chỉ ra một cơ chế cụ thể. Ngoài ra, việc công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về các vụ kỷ luật và án phạt cụ thể tên quan chức suy thoái nhằm để thỏa mãn những bức xúc của người dân. Và vấn đề không phải là thể chế mà là người lãnh đạo có đủ chính trực hay không, có dám dũng cảm chống lại các quan chức hư hỏng hay không. Bởi vậy, khi thời cơ đến, phải ủng hộ người đứng đầu như là người đứng xứng đáng có được quyền lực để trừng trị những kẻ xấu, tham nhũng trong bộ máy của Đảng. Cách tuyên truyền như vậy đang có vẻ hiệu nghiệm. Vụ 9 viên tướng cảnh sát biển đã bị kỷ luật đã thu hút được sự chú ý của công luận trong và ngoài nước. Họ hoan hô quyết tâm của Đảng Cộng sản và hơn thế nữa còn cho rằng cần phải quy trách nhiệm quản lý đơn vị có những tướng lĩnh vi phạm, thậm chí đề xuất tiến hành chỉnh huấn, chỉnh quân tại Bộ Quốc phòng, v.v. Sau nữa, người dân còn lo lắng rằng khi vào cuộc chiến nội bộ căng thẳng có thể chấm dứt hay không. Đảng thì khẳng định rằng sự suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, từ việc bản thân cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng và rèn luyện, v.v. Đó chỉ là biện minh cho cái cách Đảng đang sử dụng để chống suy thoái, xuất phát từ bản chất theo đuổi quyền lực của chế độ và lờ đi sự thật khác, đó là sự tha hóa quyền lực đang diễn ra trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là thượng tầng nơi trung ương tại Hà Nội. Đây là hình ảnh 11 tướng lĩnh cảnh sát biển đã bị kỷ luật vì tha hóa đạo đức, ăn hối lộ và tiếp tay cho buôn lậu trên biển. Điều này đã khiến người ta liên tưởng tới định luật phản xạ có điều kiện của nhà sinh lý học nổi tiếng người Nga Pavlov. Ông được trao giải thưởng Nobel về sinh lý và y khoa vào năm 1904 nhờ nghiên cứu sự hình thành phản xạ của các loài chó bằng cách tạo ra những điều kiện thích hợp. Các biện pháp chủ yếu được tạo ra để con chó tuân theo sự hướng dẫn là các phần thưởng khi tuân lệnh và ngược lại bị phạt khi bất tuân. Quy luật này sau đó được mở rộng để nghiên cứu các loại hình thần kinh của động vật và con người. Đối với cán bộ đảng viên, các quan chức lãnh đạo cần có bổn phận học tập và tự rèn luyện theo những tấm gương đạo đức, thậm chí là tư tưởng và phong cách làm việc của lãnh tổ khi được ban phát, đặc quyền, đặc lợi, đồng thời với các hình thức kỷ luật nghiêm khắc khác. Suy cho cùng, quốc nạn tham nhũng tiêu cực là biểu hiện đặc trưng của tình trạng suy thoái của quan chức có căn nguyên từ tha hóa quyền lực. Bởi vậy, nỗi lo lớn nhất của các lồng thể chế để nhốt quyền lực, sao cho quan chức không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng và cũng không dám tham nhũng và không cần tham nhũng mà Đảng coi là nhiệm vụ nhưng vẫn chưa thể hoàn thành. Vì điều này đặt ra một điều kiện rất trớ trêu khi các quan chức với đồng lương ít ỏi của mình không thể nào xây nhà, mua biệt phủ, đầu tư cho con cái du học và rất nhiều những mong muốn khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2021 với bản tin Nỗi lo của người dân từ việc chống suy thoái trong Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de